Ngoại trưởng Kerry gặp Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ, tin từ Paris. Ngoại trưởng John Kerry đã gặp Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Ahmet Davutoglu trước khi cuộc họp Ngoại trưởng các nước bắt đầu. Pháp đang làm nước chủ nhà tổ chức cuộc họp các nước Hoa Kỳ, Anh, Đức, Ý, Thổ Nhĩ Kỳ, Qatar và Cao ủy Liên Âu để thảo luận cách đem lại đình chiến lâu dài giữa Do Thái và Hamas. Do Thái mở tấn công dã Gaza từ ngày 8 tháng 7, tuyên bố sẽ không kéo dài thêm thời gian đình chiến nhân đạo, nhưng Ngoại trưởng Kerry nói rằng ông ta chưa chính thức nhận được sự từ chối của Do Thái. Ngoại trưởng Kerry cũng nói rằng mục tiêu của cuộc họp là kéo dài đình chiến thêm 7 ngày trong thời gian lễ Eid al-Fitr và trong thời gian 7 ngày này tìm cách đưa đến đình chiến lâu dài.